một trong những bản phát hành máy bay không người lái được mong đợi nhất cuối cùng đã ra mắt. Trên thực tế, đó là hai máy bay không người lái. Hôm nay, DJI đã phát hành Mavic 3 và Mavic 3 Cine. Có một số tính năng tiêu đề lớn được chia sẻ giữa cả hai máy bay không người lái mới, nhưng hãy bắt đầu với tính năng dành riêng cho Mavic 3 Cine $4,999. Mẫu Cine có khả năng quay cảnh Apple Pro 422HQ ở tốc độ 5.1K lên đến 50fps và nó có ổ SSD 1TB tích hợp nhưng không thể thay thế cho người dùng. Mavic 3 rẻ hơn $2,199 không đi kèm với Pro hoặc SSD tích hợp nhưng chia sẻ cùng một hệ thống camera kép được hỗ trợ bởi cảm biến CMOS 4/3. Cả hai máy bay không người lái đều có khả năng quay phim ở 4K ở tốc độ lên đến 120 khung hình một giây và chụp ảnh 20MP. Ngoài ống kính chính 24mm, còn có một ống kính zoom lai có khả năng zoom kỹ thuật số 28x. Về độ dài tiêu cự, nó tương đương với 162mm ở f4.4. Cả hai máy bay không người lái đều có pin được đánh giá cho thời gian bay 46 phút. Đây là một nâng cấp đáng kể so với pin 31 phút của Mavic 2 và thậm chí là Mavic Air 2S và 2S có thể bay trong 34 và 31 phút tương ứng với một lần sạc. Hai máy bay không người lái này là sự kế thừa của Mavic 2 Pro và Mavic 2 Zoom của DJI được phát hành vào năm 2018. Cũng đã giới thiệu máy ảnh Hasselblad đầu tiên được sử dụng trong máy bay không người lái của DJI sau khi nó mua lại phần lớn cổ phần của công ty nói trên vào năm 2017. Nhưng kể từ năm 2018, chúng tôi đã không thấy nhiều thương hiệu Hasselblad trong các sản phẩm của DJI cho đến tận ngày nay. Và cũng giống như năm 2018, DJI bao gồm giải pháp màu tự nhiên Hasselblad, hứa hẹn mang lại màu sắc cực kỳ tự nhiên ngay từ máy ảnh của mình. Nhưng nếu bạn không muốn cấu hình màu tích hợp, Mavic 3 cũng có khả năng quay cảnh trong D-Log 10bit để kiểm soát nhiều hơn màu sắc trong quá trình xử lý hậu kỳ. Ngoài mã hóa Pro, tất cả bạn có thể quay ở cấu hình H264 và H265 tiêu chuẩn. Nhưng không có video HDR trên máy bay không người lái này. Bên cạnh tất cả các cải tiến về camera, DJI cũng đã nâng cấp các tính năng tự động của mình cho Mavic 3. Cũng giống như người tiền nhiệm của nó, Mavic 3 cũng chia sẻ khả năng cảm biến chướng ngại vật đa hướng, ngoại trừ các cảm biến hiện có khả năng phát hiện các vật thể cách xa 200m 650 feet, so với 20m 65 feet trước đây. Tôi luôn thấy cảm biến hơi quá nhạy, vì vậy tôi tò mò muốn tìm hiểu xem chúng hoạt động như thế nào khi ở gần các vật thể. Nhưng phạm vi tiếp cận bổ sung đó cho phép một số cải tiến mới Advanced ATS trở về nhà APAS 5.0 và Active Track 5.0. ATS tiên tiến giúp máy bay không người lái vạch ra một lộ trình thông minh hơn trên đường trở lại vị trí phóng. Và APAS 5.0 thực hiện chính xác điều đó. Ngoại trừ khi bạn là người vận hành máy bay không người lái, Active Track 5.0 sẽ không có sẵn khi phát hành, hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể việc theo dõi và theo dõi các đối tượng. Chẳng hạn như khả năng bay theo bất kỳ hướng nào trong khi bám theo chủ thể và tận dụng cảm biến thị giác trên thân máy để tiếp tục theo dõi đối tượng nếu chúng đi ra ngoài khung hình. Cả hai máy bay không người lái này cũng đi kèm với các phiên bản cập nhật của công nghệ truyền dẫn độc quyền của DJI OcuSync 3+. Hứa hẹn phạm vi 15 km trong điều kiện lý tưởng và truyền trực tiếp 1080p ở tốc độ 60 khung hình một giây tới điện thoại thông minh hoặc bộ điều khiển của bạn. Nếu bạn quan tâm đến việc mua chiếc máy bay không người lái này, có 3 gói để bạn lựa chọn. Phiên bản tiêu chuẩn bao gồm máy bay không người lái, dây đeo, bộ điều khiển từ xa, bộ sạc, một bộ cánh quạt phụ và cần điều khiển, sẽ có giá $2,199. Line More Combo bổ sung thêm 2 pin, 1 trung tâm sạc, 4 bộ cánh quạt.
Một hộp đựng cũng có thể biến thành ba lô và một bộ kính lọc ND, ND4, ND8, ND16 và ND32. Combo Flymore sẽ có giá 2.999 đô la Mỹ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.